Hello, hôm nay là sáng thứ hai, Queen Birthday, ngày sinh nhật của nữ hoàng á. Cho nên ai nấy cũng được nghỉ hết toàn bộ, không có ai đi làm. Mình sẽ quay sơ mấy cái dàn xu nữa, đặng mình bẻ hết coi sao. Cái dàn xu này hôm trước mình đã bẻ xuống hết rồi đó, mười mấy trái. Cái gốc thì cũng đã nói trời, nó nằm ở trong cái thùng xốp này nè, trồng một cách rất là hời hợt, tạm bợ nhưng mà vẫn ra rất là tốt và có trái nhiều. Đây nè, nó lên, mỗi lần nó muốn lên trời nó lên vậy nè, nó lên trời vậy nè, không biết sao ha. Nó thích hợp đủ mùa đông cũng được mà mùa hè cũng được ha, không hiểu ha. Nè đây nè, trời nè, một cái trời, hai cái trời, ba cái chồi, bốn cái chồi, đó nó sẽ ra rất là nhiều nhánh như vậy luôn, rồi nó sẽ ra lên có trái. Mình muốn lấy đọt xào cũng được, mà mình lấy trái mình làm cái gì cũng được, nấu ăn. Rồi xem giờ mình sẽ quay những cái trái cuối cùng, những cái trái mà mình thấy bự quá rồi đó, già rồi là mình hái thôi luôn ha. Rồi đó, coi nè, đó một cái dây đó đó, một cái dây chính nó thảy luôn á, nó đây cái một rồi kìa đó. Hôm nay mình cũng quay rồi mình cũng video thì chắc cái này là đợt thứ tư đi ha, hái đợt thứ tư nè. Trời ơi, nó mình cũng ra ngắt hoài à. Đây đây, 1 2 3 4 5 6 đó, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, trong một cái nhánh nhỏ vậy thôi mà 7 trái đó, đó ha, đếm xong rồi ha. Bỏ hổm gió đó, gió lớn á, nó thổi bạc nguyên một cái dây này, sắp sửa rớt xuống nhưng mà vẫn không rớt, dính lại. Trời ơi, cái cây này, trái này đó. Hôm nay mình sẽ bẻ hết luôn đó ha, bẻ hết luôn, lớn quá rồi, mập quá rồi, đây khách sửa mập nữa rồi nè. Đó. Ôi ôi kia nè, nhúm một bốn trái bự, thiệt là bự rồi. Hả, đây nè, bốn trái một chỗ luôn. Ha, trời ơi, dễ sợ nè. Cái này ngược ánh nắng đó, đây nè, cái trái này mới khủng khiếp nè, đó đó. Ở ngoài nhìn thấy lớn lắm, rất là lớn. Mình hình xong cái dây này thì đầu nó bò qua tới đây, mình cũng không hiểu sao ha, sao có người nói là trồng xu không lên. Mình thấy mình để vậy đến một nè, đâu cái nè, bữa nay mình đâu là bẻ luôn đó, coi xong là bẻ đó. Wow, nằm ở trên đó mình thấy hai trái đó, một trái thì dướng trên cái cây, một trái thì xích bên kia, là hai đó ha, hai. Nhiều lắm, cái này cũng một thùng chứ không phải chơi. Ở đây nè, đó, nằm ở trên trang đó là hai, nó đây hai nè, đó, đó, nhiều lắm, vẫn còn quá rất nhiều luôn, này, này, để cái cây đi, cái cây chữ. Lấy cái cây chỉ đi, nhiều lắm. Đây một nè ha, một đây, một đây, đây là kẹt đây đó, đó đây cũng cả buổi á. Hôm nay sáng nay cả buổi sáng này mình bẻ xu ạ. Hai trái này nhỏ thì để lại, hai trái này nhỏ lớn lại từ từ sau. Cái này là khủng khiếp bự rồi nè, trời ơi nó bự quá vậy ta. Ây da, dễ sợ thiệt. Đây nè, thấy không, một nè, rồi cái này là hai nè, ba nè, bốn nè, mắc cười quá à. Mấy người bạn nói là đất nhà mình bỏ phân lắm hay sao, đâu có phân, không biết. Thật sự thì cái chỗ này thì mình đâu có bỏ phân ta, chỗ này nè, góc này nè, nằm đây nè, quá trời góc, đây. Dễ sợ, đây nè, đó nằm đây, kẹt ở đây nè, đó
ở ngoài nhìn đã lắm mà con, ở ngoài nhìn đã lắm, nhưng mà ở trong phim thì mình không thấy rõ đâu. Đây là đó, đây nè, đây nè, nằm đây nè. Bây giờ giống như mình trồng mà mình có trái như vậy á, coi cũng đủ sướng mắt rồi. Ok, đâu bây giờ đâu nữa để kiếm, để mình chọn, mình tránh cái hướng nắng ha. Ngoài phim, ồ đây nè. Ôi giời ơi, có cái cọng á, nó đỡ ha, nó giống như nó mọc một cách rất là tình cờ, nó đẹp đậy để ngay cái khía của cái đít á. Trái lủng lẳng lủng lẳng quá nhiều luôn rồi con, rất rất là nhiều. Thôi bây giờ ha, mình bật cái máy xuống. Ồ cái này mọc ra nhánh luôn rồi nè. Đấy, thấy không? Bây giờ ha, mình phải bỏ máy xuống rồi mình có hai tay đó. Ồ cái cây này nó mọc. Ồ dạ khú nhăn nheo luôn, gỡ mọc ra lá. Cái này cái lá che luôn, cái lá che cái đít lại luôn nè, đây nè. Ồ phù vào đây. Quá nhiều luôn bà con ơi, nhóc nhóc rồi. Mình biết không phải là ai cũng thích trồng đâu, có nhiều người không thích trồng tại vì nó cũng hồi ôi cái cọng dây này cái kìa khủng khiếp luôn. Cái này bự nè đó, một nè ha, hai nè, ba nè, cái bự bự không. Thôi mình bắt đầu mình quay cái phần này rồi lát mình cho coi là mình hái được cái gì. Ok, phải hái hết bữa nay thôi, nhiều quá rồi, già quá rồi. Cái này chịu nổi, mọc bự nè. Ah, so. Hey.